Milo mọi người ơi, lấy Milo ra. Dễ sợ. Dương đi học rồi à. Dương đây này, bắt đầu ăn đến khúc này. Khúc này mới ngon. Cái khúc này là cái khúc mà ngon nhất của cái con vịt này mọi người. Của cái cánh vịt à. Nhiều thịt. Nó thiệt là nhiều thịt luôn. Vui nghe. Không nhớ em ai giờ bà sẽ vô hồng thịt đó. Nó thiệt là nhiều thịt luôn mọi người ơi. Rất mà thôi. Ồ, nó nhiều thịt thiệt quá. Cái cánh vịt này nè, nó bự mà. Người ta ghi luôn là cánh vịt siêu to, bự. Công nhận nó bự. Táo chắc phải bánh trứng chạy cuối tuần có nhá. Bánh trứng chạy cuối tuần có mọi người ạ. Trái cây sấy trong giỏ hàng hàng có nè. Ship Cà Mau, ship toàn quốc mà mọi người ơi. Ship toàn quốc ha. Đồ những món trái hồi xưa. Mấy đồ những món thay xén ạ. Chưa vậy, xén. Đồ gọi khô, ít bữa nữa hàng mới like được mọi người ạ. Ít bữa nữa ha. Vậy bốn lớp trong nhỏ hàng có cái loại màu cam á, cũng là bốn lớp đó bé. Loại đó cũng là bốn lớp luôn ha. Cái loại màu cam đó hả, một tờ của nó có cái size là 17,5cm và 17,5cm. Đấy nó sẽ hình vuông á. Giấy bự khổ, bự hơn một xíu. Mắc răng quá. Mình kêu chưa tiền khiến đâu. Hay là mình lấy cái này của nhãn hàng về ta. Trung rồi dạ. Mọi người ăn sô-cô-la này không? Chưa đẹp bao nhiêu hả? Trung rồi dạ. Táo hôm nay đặt 4 ngày sau hàng mới đi đơn được á mọi người. Ở bên Nhật mua không được bà ơi. Táo hôm nay đặt 4 ngày sau mới đi đơn được mọi người ơi, hàng chưa đi đơn được trong ngày hôm nay. Hôm nay mọi người đặt 4 ngày sau hàng mới đi đơn được cơ. Trời ơi, mấy bà chịu luôn, nó dễ sợ chưa? Chưa có rõ được. Tham ăn hái xin nhau cũng sợ. Chi tiêu của tiêu, mọi người đợi hàng xíu nhé. Chi tiêu của tiêu cô说 可能明天发的差不多了，我看还有多少。四千九就是我们刚刚卖的一千多单红枣和500单巧克力，1500，那明天就差不多了。那你还16号呢？可以这么卖。做巧克力，巧克力也不行，巧克力也不行。对。苏格兰含量很高了，朋友，所以苏格兰不能添了，没宝贝。苏格兰已经上了。苏格兰含量就添了，哈。苏格兰已经上了400。苏格兰添了，太多了。添了苏格兰太多了。mọi người ơi, mọi người ăn sô cô la bao bì hoa không? Ồ, mọi người ăn sô cô la bỏng ngô không? Vâng. Cảm thấy cái này khá ngon nhé mọi người, bởi vì nó thơm, cái vị bỏng ngô, ở bỏng ngô bên trong nó phủ một cái lớp mà lớp bơ á. Xong bên ngoài là sô-cô-la. Đợi táo được hả? Ngày mai nhá. Ngày mai đi bà ơi, ngày mai rồi đặt nhá. Có sầu riêng sấy, có trong giỏ hàng sầu riêng sấy. Nên cơ can của này cứ cái hồ sang kìa, can của. Đây mọi người ơi, sô-cô-la bỏng ngô. Nhớ, dù đi ăn tiền như đi bây giờ. À, bỏ ý sợ. Vậy, 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 vì bên này rồi là bao nhiêu hoa vị bơ sang sô cô la bơ ông bên ngoài phủ một lớp sô cô la rồi bên ngoài phủ thêm một lớp cacao nữa nó tung cao họ hãy nó 278 thì qua không chưa bạn qua nhưng qua rồi lúc phải mấy lại một số ít táo tối mai nhá hàng hứa tối mai hàng lên thêm mọi người ạ. Ê, cái vị cay cay quá bà mua cái loại truyền thống á. Cái vị truyền thống là ok. Cái vị cay nó cay dữ lắm. Vị cay tê nó cay dữ lắm. Mọi người ơi, cái này mọi người ăn không để hàng nhập. Ngon lắm. Giòn giòn nữa chứ.
Mình trao 13 vân, ta trao được khoảng ha. Để Hằng kêu chồng Hằng khỏi nhà máy cái sản phẩm này. Hơn 2 viên rồi. 85% chồng khứa khứa sản. Chồng khứa 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 khứ hình vụ. Sư chồng Hằng 就是可可固态的可可，可可粉。ở trong là bỏng ngô được phủ một cái lớp nơ lớp bơ, sau đó đến một lớp sô cô la, sau đó phủ một lớp cacao. Mai 8 giờ hàng lai hết, 8 giờ tối mai hàng lai mọi người, trễ là 8:30, trễ là 8:30 á. Nhà đi khoảng đi khoảng plus xu đang nhanh chảy không, nó không chảy được đâu bé. Để chị lý giải cho em lý do tại sao không chảy được nhá. Xu lên nhanh chảy mà về thời tiết ở miền Bắc đang lạnh là cái chảy nó cũng nóng đông hết, mà sô cô la mà về miền Nam là nó chảy cả ngoài lẫn trong luôn đấy, nó chảy cả nhân lẫn vỏ. Đó. Mà nếu như mà ship kèm đá mà đóng đông lại thì nhân bên trong nó cũng đông luôn. Cho nên cái trường hợp mà làm sô cô la nhân chảy là nó hơi nguy hiểm mọi người ha, nên mình bỏ đi. Bỏ dụng nhân chảy đi bà. Sô cô la nhân chảy không được đâu mọi người ạ. Cháu ngày mai tối mai nhá, tối mai nhá mọi người. Mọi người hôm nay bạn nào đặt táo rồi 4 ngày sau Hằng mới giao được ha. Táo bạn nào đặt thì tối ngày mai ha. Thấy dùng á. Thấy dùng á. Siêu nhiều bơ rồi. Một bịch cuối cùng là ăn hết rồi. 25g một bịch, 55g một bịch. Nhìn Vân, nhìn cho này ba, Vân làm sao? Ồ, ý kiến kia tao rồi. Hỏi xem cái này cũng được. Hai là mà. Hai ngồi được. Ừ. Hỏi xem cái này. Xem gì? Được. Dạ, hỏi bà cô mình chưa là phỏng hỏi mình hoa. Mình chưa cô là mà cứ nhìn đi nha. À. Mến mai. Mến mai. Bà tưởng là mình đang bán cái gì không biết nữa. Chân khai khai hỏng hỏi chưa, 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 hỏi ngon lắm mọi người, cái này ngon đấy. Đơn táo khoảng bao lâu tới mọi người? Táo thì mọi người đặt ngày hôm nay, mọi người đặt táo thì 4 ngày sau Hằng mới giao được ha, cỡ 4 ngày nha mọi người. 4 ngày. Cây của mẹ. Cỡ. Sự cho bà. Dạ, hỏi bà cô mình chưa là phỏng hỏi. Mình chưa cô là mà. Cứ nhìn đi nha. À. Mến mai. Mến mai. Bà tưởng là mình đang bán cái gì không biết nữa. Chân khai khai hỏng hỏi chưa, hỏng chưa, hỏng chưa, hỏng chưa, hỏng chưa, hỏng chưa, hỏng chưa, thôi thôi bà. Ngon lắm mọi người, cái này ngon đấy. Đơn táo khoảng bao lâu tới mọi người? Táo thì mọi người đặt ngày hôm nay, mọi người đặt táo thì 4 ngày sau Hằng mới giao được ha, cỡ 4 ngày nha mọi người. 4 ngày cây của mẹ.